Trên này máy Hino hơi nhiều quá. Yeah yeah. Trời ơi dữ vậy. Ve yeah, mạnh lên, kêu ông ve mạnh lên. Ông anh mình sẵn làm dây đây. Rồi đang xệ lên sửa cho ngay ghe. Chiếc ghe sửa cho ngay vô cái đường ray này nữa các bạn. Anh em mình sẽ đẩy cái này bộ này xuống kéo lên. Cái này lên để mà thay cái vịt mới này. Này máy 8 Hino. Quá trời với mấy con hàng thôn nhỏ đóng quá trời luôn này. Đây là ngoài khu vực về phía sau chân bánh lái chân vịt này. Trời ơi cái bánh lái con hàng đóng chân vịt cao ráo quá trời. Con này còn đóng không thấy không? Qua vịt còn đóng mà. Vịt nó đóng luôn đó, cái đó hổm hổm nó nào rồi hôm nay còn đóng quá. Ừ. Bây giờ anh mình chạy xe cẩu ra rút chân vịt ra này. Qua này tháo cái bánh lái với tháo cái cù tô rồi giờ chạy ra để mà tháo cái rút cái chân vịt ra. Chạy ra đại ra hết mỏm luôn. Rất là nguy hiểm mà. Chạy sát cái sông luôn rồi. Tới nữa, miếng nữa. Wow. Quá nguy hiểm rồi. Về về thủ ông dây như vậy. Anh thủ ông dây trên tắt máy gì nè. Ông dây này giờ tắt máy không có thắng. À, kia mọc đất chạy luôn luôn xong luôn chết luôn. À, giờ rút cái chục lắp dịch ra nè. À, cái này thì thay dịch mới rồi. Này Hino 850 này. 12 tua chạy. Cái phần bánh lái qua đây luôn nè. Tặng hố bỏ xuống. Dưới ở trên đó rồi. Đó. Tụt ra luôn rồi. Ra luôn. Xe à, thì cái này lên chú chủ lên để mà thay cái mặt thùng
thay viên vịt mới luôn. Này rút ra đi rã vịt ra, gắn cái vịt mới vô. Đó thì vịt bự rồi. Trời chân vịt luôn à. Đó, cái này chở qua bốn cánh rã ra nè, còn cái bốn cánh kia mới vừa lắp vô, nhưng cái năm cánh qua thì chân vịt mà quá trời chân vịt. Tiếp tục cái cẩu cái chân vịt này mà chân vịt này là chân vịt 2m8 600 mấy chục ký. Wow, quá dữ rồi. Giờ thì lắp vô cái đục lắp nữa mà đút vô cái chiếc ghe ngoài sau đó, mà chiếc ghe nghề cầu sim ở khu vực Dầm Láng tỉnh Tiền Giang. Chiếc ghe đó là được lắp cái động cơ Hino 850 hộp số 12 tua, chạy chân vịt này, chân vịt 2m8 600 mấy chục ký. Bây giờ thì lắp vô trục lắp, ráp lại rồi đút vô cái ngoài sau là trong ghe luôn. Này chạy thử không biết dữ dội không đây. Cái lắp là lắp 120 ly về gần 4 mét. Này vô bực bực ghê quá. Yeah.
Chỗ này rút ra được không đây? Ở trên có anh thả hàng nữa này. Các bạn chụp lắp dịch mà anh mình đúc lại rồi nè ha. Chân dịch đó là chân dịch 2m8 mà 600 mấy chục ký. Còn cái phần bánh lái treo ngoài sau lái này. Đây là hạ thủy xong rồi mới đúc lên được. Chứ gì là cắn đất này không có đào. Nếu mà đúc thì phải đào lên mới đúc được. Bây giờ hạ thủy xong mới đúc. Cọc dây đồ sẵn đó rồi nè. Đó, rút dây vô. Để. Cùng nhau đi ra ngoài đó mà. Đấy. Tàu đây giờ còn đút bánh lái nữa nè. Không biết đút bánh lái chưa đây. Nãy giờ cái này mà bê ra xa quá trời xa nè. Đây có hai anh thợ mình lát xuống là đúc cái bánh lái lên nè. Còn giờ ở trong thì đang xiết cái gù tô đó, đi phà ra nè. Có cái thúng chài đó, bê thúng chài ra nè. Ra cái ngoài nè, dẫn ra ngoài dễ lên dẫn. Ta đi vô đó, chi diện nè, chi diện ra là phụ đúc bánh lái. Rồi, xiết rồi nè.
Hồi nãy giờ có anh Tài Công xếp phụ luôn hả? Xả cái bánh lái này. Đó, bánh lái chìm xuống nước rồi đó. Ờ, cũng ghen nhỏ xíu rồi ta. Cũng như chịu đầu nè. Chưa phan mà, xả này xuống mới được chứ. Xả đầu con thông xuống mới xuống. Giờ xả lái luôn, rút con lái lên nè. Rồi, để rồi, rồi, xả đi. Xả luôn. Chịu lại đến lăn cái ông cuốn. Thôi cảo lên đi anh ơi. Cảo đi. Đó, anh xuống thăm cái ngay không? Hả? Nặng quá rồi. Nặng không? Lên rồi, vừa chứ đâu có nặng gì đâu, vừa hả? Ô! Ghê quá. Kim cộng dây nhỏ xíu. Ừ. Dude!
đây cái Ganti nổ quá đã. Tiền có ai biết chèo không? Không biết chèo đi luôn á. Rồi anh thoải mái này lát anh chạy thử về luôn. Đó, Inu nổi nóng lạnh không? Đợi nè. Có lý rồi. Inu chạy 1.500 à. Inu chạy 1.500 à. Ừ. Chạy 1.500. 1.500 mấy chục à. Đó, nổ quá đã rồi. Hino nổ sướng lỗ tai. Tới được rồi, tới đi anh trai ơi. Ông kêu lên mà ông chạy về luôn mà. Đó. Ngon rồi, chạy vậy là ngon rồi. Ra vô chỗ nạp ra vậy là thấy dịch thế đã rồi. Vừa rồi, vừa dòng tua mà không biết coi ổn định nữa là ok. Đó. Đó, vậy dễ lên nè. Ngon rồi.